Đi chơi khuya vừa về đến cổng thì gặp họa. Đúng là trong cái rủi lại có cái xui. Hình ảnh được camera an ninh ghi lại vào khoảng gần 11 giờ khuya. Một đôi nam nữ đi chơi về đến cổng thì người thanh niên ngồi trên xe, tiện tay mở cổng ra, sau đó lái xe vào trong sân. Nhưng đang đi đến giữa con dốc thì chao đảo rồi đổ xe xuống dưới khiến cả hai cùng ngã ra. Người thanh niên nhanh chóng đứng dậy dắt xe lên thì không hiểu kiểu gì lại cao hứng rít ga, lao phút đâm sầm vào cửa thêm lần nữa làm bung cả cửa sắt. Khiến ông bố trong nhà hoảng hốt tưởng có chuyện gì, vội chạy ra xem thì mới hiểu sự tình. May mắn cả hai người không bị làm sao, chỉ mất chút tiền mai sửa cánh cửa cho bố và x2 tiền sửa xe thôi. Sau khi đoạn clip đăng tải đã khiến cộng đồng mạng dù thấy xót thay cho thanh niên nhưng cũng không nhịn được cười. Đúng là trong cái rủi lại có cái xui thật. Dù thấy thương anh chị nhưng xin lỗi, em đã cười mất rồi. Khó thế mà anh cũng làm được, xin bái phục. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.